rồi, kênh chuyên xe của giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Di Đạt, địa chỉ là Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì trong video báo giá ngày hôm nay thì em xin cập nhật với tất cả quý anh chị em một số dòng xe mới về tại cửa hàng nhé. Thì quay Alpha này, rồi Vision AB này, rồi quay tem xương cá này anh em ha. Thì con tem xương cá này là 207, rồi quay ZX nha. Nói chung là em sẽ báo giá lần lượt, thì anh chị em mình có nhu cầu mua bán trao đổi gì thì liên hệ trực tiếp đến cửa hàng xe máy Di Đạt qua cái đầu số là 0932325278 giúp em nha. Còn bây giờ thì em sẽ chi tiết con tem xương cá này trước, em tham khảo nhá. Con này 207 anh em ạ, xe máy móc nguyên zin nha anh em, 207 đẹp lắm anh em ơi, mới vừa về cửa hàng anh em. Trên thông số còn ha, thì cái này là gác chân còn luôn này anh em này, gác chân zin của nó này. Thì anh em nào mua về thì thay nhá, nói chung là xe mới vừa về cửa hàng nên chưa dọn dẹp gì hết anh em ạ, để nguyên vậy quay cho anh em luôn. Lốc đen nha, tem bọng này, dàn áo tem bọng là zin theo xe anh em ha, tem bọng zin theo xe anh em nha. Biển còn 4 số này, 60x4 anh em. Con này giá 11 triệu 500 anh em ha. Thì cửa hàng có trả góp này, có ship xe này, xe thì sang tên rút gốc được nha mọi người. Cầm đùm liền tất cả các thứ còn rất là đẹp nha mọi người. Con này máy zin, máy móc nguyên zin, biển 4 số anh em ha. Tem bọc anh em thấy không, 7 màu đồ mà đẹp lắm. Xe đẹp keng anh em, máy anh em nghe thử ha. Một triệu 500 anh em nhé, con này 11 triệu 500 anh em ạ. Ốc tán đồ đẹp keng lắm anh em ơi. Con này thì lướt lát như vậy anh em coi tham khảo nha, anh em nào coi liên hệ đến cửa hàng xe máy Di Đạt anh em nhé, 0932325278. Ốc tán đẹp keng luôn anh em, zin nhá anh em, xe zin nguyên, máy móc nguyên zin ha, xe rất là đẹp luôn anh em. Giá thì chỉ có 11 năm thôi, quá rẻ anh em nhé. Đó, con này 11 năm. Rồi AB nè anh em, AB 2017 anh em nhé. AB 2017 thì con này 27 triệu 500. Đấy, cam đen, zin nha. Rồi Vision anh em ơi, đây, mấy con này thì em đi lướt nha mọi người. Vision này thì giá 36 triệu 500. Con này Vision mới nha anh em, Vision form mới, mẫu mới, đời 2021. Thì anh em nào mà mua xe này thì liên hệ trực tiếp đến Di Đạt nha mọi người. Đấy, xe lướt luôn anh em, mẫu mới màu đỏ nha, 36 triệu 500. Rồi quay Blade anh em ơi, 17 triệu 500. 17 triệu 500 thì con này là đời 20, để em coi kiểm tra lại đời 2020 nha anh em. Quay Blade phiên bản cao cấp nhất này, màu đen nhám này, bánh mâm nha, bánh mâm thắng đĩa, thì con này giá là 17 triệu 500. Đấy, lướt sơ lược anh em tham khảo thôi. Còn con này quay 110 anh em này, 16 triệu 500. 16 triệu 500 con quay 110 là đời 2020 anh em nhé, 2020 110. Xe thì đẹp keng, máy móc nguyên zin ha, vỏ lốp đồ theo xe anh em nhé. Mấy con này thì yên tâm, anh em yên tâm rồi, máy móc nguyên zin, xe này xe mới mà. Đấy, 2020 17 năm. Nói chung là vỏ theo xe đồ tất cả. Con này là quay 50 anh em à, quay 50 thì con này là 9 triệu rưỡi anh em nhé. Quay 50, 9 triệu rưỡi, con này tầm đời 2017 anh em. Hãy lâu lâu mới về con lại anh em nhé. Đấy, Blade này, Blade 2017 này.
sang tên rút gốc trả góp ship xe nha anh em. Đấy, nói chung là xe đẹp, mấy con này thì đẹp đẹp lắm anh em. Xe riêng hết là em cũng sơ lược thôi chứ không có gì quay nhiều hết á. Áo sống dàn áo đồ là zin không chảy nhá. Đấy, quay blade này. 17. 17 năm ha, 16 năm là con Wanfa, Wanfa máy 110 đời 2020. Còn quay 50 này, 9 triệu rưỡi này. Rồi, quay vào đây là Vario nhé mọi người. Đấy, Vario này, Vario 150 nha anh em. Tầm 46. Vario 150 này. Rồi AB 150 anh em nhé. AB 150 thì con này 51 triệu anh em ạ. AB 150 thì 51 triệu nhá. Phan ABS. AB này thì có phan ABS này là 51 triệu này, còn một cặp 125 này á thì cái con màu đen á thì là giá 41 triệu. Còn con màu đỏ này á thì giá 39 triệu 500. Đó, là mấy con này là 125 là phan bình thường nha, không có phan ABS nha mọi người. Đấy, 125 thì không có phan ABS nha. Còn 150 thì có ABS anh em nhé. Thì mấy con này là mẫu mới. Anh em tham khảo nha. Cao nhất là 150 ABS là 51 triệu, còn con mấy con AB màu đen này thì 41, còn con màu đỏ này thì là 39 triệu 500. Đó. Còn Vision này là 33 triệu 500 ha anh em ha. Vision này 33 triệu 500. 33 triệu 500 con này 2021 nha anh em. 2021. Còn AB Thái nè anh em. AB Thái thì 48 triệu anh em nhé. Đời 2011 cuối đời luôn, xe zin nguyên con ha. Xe zin nguyên con lột keo luôn anh em. Đấy, còn con này là ZX này anh em này. Thì con này có gì em quay chi tiết riêng ha anh em ha. Thì trong video này thì em sơ lược con này trước, thì có gì em sẽ làm một cái clip chi tiết hơn. Đó, ZX này thì 25 triệu 500 anh em nhé. 25 triệu 500 máy móc nhôm zin cho anh em luôn. Rồi, ZX. $25,500. Anh em nào thích thì liên hệ Duy Đạt 0932325278, nhập trực tiếp đến cửa hàng làm việc giúp em nha. Đặc biệt là có trả góp và có ship xe đi xa anh em ha. Đây đẹp. Xe đẹp, quay chi tiết cho anh em. Đấy, biển thì đang là biển B7 nha, 60B7. Sang tên rút gốc trả góp ship xe cho anh em luôn. Bên trên sau là bô bọc là đẹp keng hết anh em ha. Buộc nổ vậy. Con này đời 2005 anh em nhé. 2005. Cái máy zin anh em ạ. Máy móc nguyên nguyên zin. Quay chi tiết bình xăng bình đồ cho anh em ha. Thì anh em nào mà muốn tí hồi em có quay chi tiết riêng nữa. Con này thì em sẽ chi tiết hơn nữa để anh em tham khảo nha. Thì có gì anh em đón xem với em nhé. Đồng hồ ha. Em cực kỳ nha anh em. Em cực kỳ luôn á. 25 triệu 500. Đấy, 25 triệu 500 anh em ha. Em cực kỳ luôn. Con này em chi tiết sau nha. Thì có gì anh em mình liên hệ trước ha. Rồi, Avelux này. Đấy, 48 triệu 21 đó. Hàng zin. Xe dán keo nguyên con lột keo luôn á anh em. Rồi, đây Vision này. Đấy, Vision này thì 33 triệu 500. Đấy, 2021. Còn mấy con AB này thì 39 năm này. Con màu đen thì là 41 này, còn con màu
850 ABS kia thì 51 này, còn radio thì tầm 46 này. Đấy, thì cũng sơ lược xe của họ đang có tại cửa hàng số máy Di Đạt. Thì có gì anh em liên hệ giúp em nhé. Rồi anh em con video mà thấy em chia sẻ đến tất cả anh em thì anh em cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video báo giá tiếp theo của em tại kênh chia sẻ cũ giá rẻ nha anh em. Thôi em cũng xin kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm nha. Rồi 11 năm anh em quá rẻ cho con 207 luôn, đem xương cá nguyên zin. Rồi vậy nha anh em.